Để khắc phục tình trạng nhãn chính vụ thu tập trung trong một thời điểm sẽ bị thương lái ép giá, những năm gần đây, nông dân trồng nhãn tại huyện Ngọc Lặc đã áp dụng khoa học kỹ thuật để nhãn ra hoa, đậu quả sớm, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập. Mặc dù còn hơn 1,5 tháng nữa mới đến thời điểm thu hoạch nhãn chính vụ, nhưng hiện nay một số vườn nhãn ở Ngọc Trung đã cho thu hoạch. Đây là những vườn nhãn được Hợp tác xã Đồng Tâm huyện Ngọc Lặc xử lý cho hoa ra sớm. Việc áp dụng thành công các kỹ thuật cho nhãn chín sớm giúp cho người trồng nhãn có thể chủ động lựa chọn thời điểm ra hoa, đậu quả thích hợp. Phương pháp này không chỉ giúp tăng năng suất, giảm rủi ro, kéo dài thời gian thu hoạch nhãn mà còn đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Có gần 10 năm kinh nghiệm trồng nhãn, ông Đỗ Đồng Tâm ở thôn Minh Lâm, xã Ngọc Trung, chủ tịch Hợp tác xã Đồng Tâm lần đầu áp dụng kỹ thuật xử lý nhãn chín sớm. Ông Tâm hiện đang canh tác 2,5 ha nhãn, trong đó khoảng 2 ha xử lý chín sớm. Theo ông Tâm, nhãn xử lý chín sớm cho năng suất khá cao, chỉ cần cung cấp đầy đủ nước tưới là chất lượng không hề thua kém so với nhãn chính vụ. Nhãn của ông 100% sử dụng phân bón hữu cơ, nhãn làm trái vụ không bị cạnh tranh nhiều. Nhãn cho thu hoạch sớm thì nông dân sẽ bán giá cao hơn so với chính vụ. Nhờ vậy tăng thêm thu nhập cho người trồng. Đây cũng là một trong số những vườn nhãn của hội viên hợp tác xã cho ra trái vụ. Sản xuất nhãn trái vụ đấy là một bước ngoặt, một bước đột phá mới về nông nghiệp, vì lâu nay ở miền Bắc phụ thuộc vào thời tiết cũng như chưa dám mạo hiểm để làm ra trái vụ. Được sự đồng hành của các chuyên gia nông nghiệp của VTC16 kết hợp với hợp tác xã cùng với các kỹ sư nông nghiệp đã tiến hành làm nhãn ra trái vụ. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, không ưu đãi trong quá trình xử lý, nhưng với các biện pháp khoa học kỹ thuật áp dụng đúng quy trình vào sản xuất thì nhãn đã đạt năng suất chất lượng cực kỳ vượt trội. Hiệu quả từ mô hình sản xuất nhãn ra trái vụ thì ước tính như mỗi cây nhãn trung bình với sản lượng khoảng 1,5 tạ, với giá bán thị trường khoảng 40.000 một kg thì một cây nhãn đạt giá trị khoảng 6 triệu đồng trên một cây. Với áp dụng với 450 cây nhãn xử lý ra trái vụ thì ước tính doanh thu sẽ đạt khoảng tầm 2,7 tỷ. Cùng với đó còn 50 cây nhãn cho ra chính vụ thì ước tính sẽ giá trị kinh tế mang lại là rất cao so với các cây truyền thống ở địa phương. Để nhãn ra hoa đậu quả sớm thì ngay khi thu hoạch đã phải tiến hành chuyển chọn những cây nhãn hợp lý và có biện pháp chăm bón riêng. Việc chăm bón trong giai đoạn này sẽ quyết định độ bền của cây, chất lượng của quả sau này. Những cây nhãn được lựa chọn phải là những cây khỏe mạnh, tươi tốt nhất. Sau khi tỉa cành, tạo tán, bón phân, tưới nước đầy đủ, phải lựa chọn thời tiết thuận lợi để tưới dung dịch kích cho cây bật chồi ra hoa. Vì ra trái mùa nên nhãn có nguy cơ mắc nhiều loại sâu bệnh, mặt khác chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết như mưa, sét, sương muối. Vì thế nông dân phải linh hoạt sử dụng nhiều biện pháp phòng ngừa để đạt hiệu quả cao nhất. Với cách làm này, từ đầu tháng 4 dương lịch nông dân đã có nhãn sớm để xuất bán. Nhãn chín sớm có giá bán khoảng 40.000 đến 50.000 đồng trên kg. Có thời gian cao điểm giá nhãn từ 50 đến 60.000 đồng. Giá bán này cao hơn từ 1 đến 1,5 lần so với thời điểm chính vụ. Chính vì vậy, thu nhập của người nông dân cũng ổn định và tăng hơn so với thời điểm chính vụ. Thu nhập từ nhãn trái vụ có thể từ 400 đến 500 triệu đồng trên 1 ha trên năm. Thời gian qua, để đầu ra của cây nhãn thuận lợi hơn, những hội viên của Hợp tác xã Đồng Tâm nói riêng và bà con nông dân huyện Ngọc Lặc nói chung đã chịu khó học hỏi kinh nghiệm nên việc xử lý nhãn ra hoa sớm đã rất thành công. Năng suất được tình trạng, được mùa mất giá, được giá mất mùa, bà con cũng yên tâm hơn để phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.